các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: 9 nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập đã về đến thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Chiều nay ngày 1 tháng 1, 2019, 9 khách du lịch Việt Nam trên chuyến xe bus du lịch bị đánh bom ở Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo bản thông tin, các chuyến bay đến lúc 16 giờ 50 phút, chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ mang số hiệu TK168 đã đáp xuống sân bay. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành Sài Gòn Trolit cũng xác nhận máy bay chở 9 nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập đã đáp xuống sân bay. Đơn vị này đang làm thủ tục nhập cảnh cho các vị khách du lịch này. Vụ đánh bom xảy ra lúc 18 giờ 15 phút giờ địa phương là 23 giờ 15 phút giờ Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, xe buýt chở du khách Việt Nam đã trúng bom cài trên đường El Maritia, quận Hammam, Cairo. Trên xe có 18 người, gồm 15 du khách Việt Nam và 3 công dân Ai Cập. Vụ tấn công khiến 3 người Việt Nam là anh Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, quê Thanh Hóa, và chị Nguyễn Thí Quỳnh, sinh năm 62, quê Hà Nội, anh Nguyễn Tổng Tiến, sinh năm 89, quê Bình Thuận, là hướng dẫn viên du lịch của đoàn và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập thiệt mạng, 9 du khách Việt Nam bị thương. Đoàn khách này đi tour của công ty lữ hành Sài Gòn Tourist sang Ai Cập từ ngày 22 đến 28 tháng 12 và gặp nạn vào ngày cuối cùng của hành trình, lúc đang di chuyển đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay. Hiện tại 9 nạn nhân vụ bị thương đã được đưa về Việt Nam an toàn. Số nạn nhân còn lại phải ở lại phối hợp với cơ quan chức năng điều tra để làm rõ vụ việc. Sự việc xử lý xong sẽ được đưa về nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.